Xin chào các bạn. Để chơi một bản nhạc bằng đàn violin thì có khá nhiều người có thể nghe một bản nhạc sau đó chơi lại được ngay. Nhưng cũng rất nhiều người, nhất là với những người mới bắt đầu và chưa bao giờ tiếp xúc với nhạc cụ nào cả, thì rất khó để làm điều đó. Vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhìn bản nhạc. Sau đó, từ bản nhạc đó, chúng ta sẽ chơi được thành bản nhạc ở trên đàn violin. Trước khi đi vào phần đọc nhạc, mình sẽ nói qua một chút về phần lý thuyết để các bạn có thể nắm được việc đọc nhạc một cách dễ dàng hơn. Việc đầu tiên chúng ta cần nắm được đó là cách để gọi tên nốt nhạc. Thì trong quá trình chúng ta học nhạc ở trong trường trung học cơ sở hoặc là ở tiểu học thì chúng ta thường nghe cái cách đọc nốt nhạc là Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si. Và chúng ta đã quen với cách đọc nhạc đó. Nhưng nếu như bạn nào đã từng thử tìm hiểu những tài liệu về cách học đàn violin thì có thể đã từng nhìn thấy hệ ký hiệu là A, B, C, D, E, F, G. Và về bản chất thì hai hệ ký hiệu này không có gì khác nhau cả. Nó chỉ là khác nhau về tên gọi, nhưng về cách kéo, cách chơi các nốt nhạc thì nó vẫn giống nhau. Nhưng bởi vì những tài liệu dành cho đàn violin thường sử dụng hệ ký hiệu là A, B, C, D, E, F, G khá là nhiều, nên chúng ta cần phải nắm được cái hệ ký hiệu này. Thì để nhớ được hệ ký hiệu này, các bạn chỉ cần làm như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ viết ra hệ ký hiệu mà chúng ta đã thuộc rồi theo đúng thứ tự như sau: Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si. Sau đó các bạn chỉ cần nhớ cho mình một điều, đó là La sẽ tương đương với chữ A. Sau đó các bạn hãy thử viết theo bảng chữ cái tiếng Anh như này: A, B, C, D, E, F, G. Thì chúng ta sẽ đối chiếu được hai hệ ký hiệu này với nhau. Đây là A sẽ tương đương với La, B, C, C, Đô, D, Rê, E, Mi, F, Fa và G là Son. Đó là cách để chúng ta nhớ hai hệ ký hiệu này. Tiếp theo chúng ta cần phải nói về cái cách mà chúng ta nhìn khóa nhạc. Để biết được khóa nhạc của bản nhạc thì chúng ta chỉ cần nhìn vào phần đầu của mỗi bản nhạc. Đây là khóa Son. Hầu hết tất cả các bản nhạc dành cho đàn violin đều được viết bằng khóa Son. Nếu như các bạn nhìn vào một bản nhạc mà viết bằng khóa Fa hay khóa Đô thì lúc đó các bạn sẽ cần phải chủ động nghiên cứu lại cái cách đọc nhạc của bản nhạc đó. Trong khuôn khổ clip này mình sẽ chỉ nói về cách đọc nhạc của khóa Son mà thôi. Sau khi đã phát hiện được khóa Son rồi, chúng ta sẽ cần nhìn đến hóa biểu. Hóa biểu chính là những ký hiệu thăng giáng ở đầu của mỗi bản nhạc. Thì những ký hiệu này sẽ nói cho chúng ta biết bản nhạc này được chơi trong gam gì. Nói về gam sẽ là một vấn đề rất là dài. Mà ở đây mình sẽ chỉ nói về gam la trưởng thôi. Những bản nhạc đơn giản dành cho violin ban đầu thường viết ở gam la trưởng ở trong một quãng 8. Và các bạn chỉ cần nắm được là gam la trưởng của chúng ta sẽ có 3 dấu thăng ở đầu của bản nhạc như thế này. Và 3 dấu thăng này sẽ nằm ở nốt Fa, nốt Đô và nốt Son. Khi có dấu thăng ở đầu bản nhạc có nghĩa là tất cả các nốt nhạc có dấu thăng này chúng ta đều phải chơi ở vị trí có dấu thăng chứ không phải chơi ở vị trí bình. Có nghĩa là nốt Fa, nốt Đô và nốt Son của chúng ta sẽ được chơi ở vị trí thăng. Trừ khi ở trong bản nhạc có xuất hiện ký hiệu này, đây ký hiệu bình. Ký hiệu bình này sẽ báo cho chúng ta là chúng ta sẽ phải chơi ở vị trí là nốt bình chứ không phải là nốt thăng. Và ký hiệu này nó sẽ có tác dụng ở trong riêng ô nhịp này thôi. Có nghĩa là chỉ có riêng nốt Son ở trong ô nhịp này chúng ta chơi Son bình, còn lại tất cả những nốt Son khác chúng ta đều chơi Son thăng. Bởi vì ở đầu bản nhạc của chúng ta đã có ký hiệu Son thăng rồi. Đó là về đọc khóa nhạc và phát hiện ra gam của bản nhạc. Và cuối cùng một điều nữa, chúng ta cần phải nắm về giá trị của một nốt nhạc. Thì một nốt nhạc của chúng ta sẽ có hai giá trị chính, đó là cao độ và trường độ. Ngoài ra còn có một số giá trị khác như cường độ, sắc thái.
thì cái đó mình sẽ nói sau. Ở đây mình sẽ chỉ nói về cao độ và trường độ mà thôi. Cao độ của nốt nhạc sẽ cho chúng ta biết chúng ta cần phải chơi nốt nhạc đó ở trên vị trí nào trên đàn violin. Còn về trường độ sẽ cho chúng ta biết chúng ta cần phải chơi nốt nhạc đó trong bao nhiêu lâu. Để biết được cao độ thì các bạn cũng nhìn vào bản nhạc này. Các nốt nhạc có cao độ càng thấp thì nó sẽ nằm ở vị trí dưới thấp này. Còn các nốt nhạc có cao độ càng cao sẽ nằm ở vị trí cao đây. Càng cao. Còn về trường độ, để biết được trường độ thì chúng ta cần phải nhìn về hình nốt. Thì như đây, đây là nốt đen. Nốt đen của chúng ta sẽ là chơi trong một phách. Còn nốt trắng của chúng ta sẽ chơi trong hai phách. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có những giá trị như là nốt tròn là 4 phách, nốt móc đơn là nửa phách, móc kép là 1 phần tư phách nữa. Những cái đó mình sẽ nói ở những clip sau. Ở trong khuôn khổ clip này mình sẽ chưa nói hoàn toàn kỹ càng về phần nhịp, mà các bạn chỉ cần nắm được là những nốt có hình nốt là nốt đen, chúng ta sẽ kéo đều, kéo những đường vị bằng nhau. Còn khi gặp nốt trắng thì chúng ta sẽ kéo chậm lại. Đó là về giá trị của một nốt nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đọc nhạc. Như các bạn đã biết, ở trên cây đàn violin của chúng ta có tất cả là 4 dây: son, re, la và dây nhỏ nhất là dây mi. Thì 4 dây này mỗi dây sẽ có một ký hiệu riêng ở trên bản nhạc. Ví dụ như dây son còn ký hiệu là G, thì son còn ký hiệu là G, vị trí của nó là nằm ở dưới hai dòng kẻ phụ. Chúng ta có 5 dòng kẻ chính ở đây thì nốt son sẽ nằm ở bên dưới hai dòng kẻ phụ. Nốt re còn được gọi là re thì vị trí của nó nằm ở dưới cùng của 5 dòng kẻ chính. Nốt la còn được gọi là a thì vị trí của nó nằm ở khe thứ hai từ dưới lên trên dòng kẻ chính. Còn nốt mi còn gọi là e thì nó nằm ở khe trên cùng của dòng kẻ chính. Để biết được là chúng ta sẽ cần phải chơi ở vị trí nào ở trên đàn violin thì các bạn có thể xem vào biểu đồ này. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy G chính là son, vị trí đây là dây buông. D đây là re, A la, E và mi. Nó sẽ đúng theo vị trí ở trên đàn violin như thế này. Son, re, la và mi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kéo vào bản nhạc này. Ở bản nhạc này thì các bạn nhìn thấy ở ô nhịp đầu tiên của chúng ta sẽ có 4 nốt son. 4 nốt son thì chúng ta sẽ xác định được chúng ta sẽ phải cần phải kéo trên dây son. Và để kéo 4 nốt thì chúng ta sẽ kéo 4 đường vị, mỗi đường vị sẽ là 1 nốt. Ví dụ này. 1 2 3 1. Đó là nốt son. Bởi vì cả 4 nốt đều là nốt đen nên chúng ta sẽ sử dụng những đường vị đều nhau. Vậy. Tiếp theo của chúng ta sẽ là 4 nốt re, ô nhịp tiếp theo là 4 nốt re, chúng ta kéo. Ban đầu chúng ta nên sử dụng đường vị tách âm để kéo cho nốt nhạc được rõ ràng hơn. Điều mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất trong khi kéo nốt nhạc đó là giữ cho cái tay phải của chúng ta được vung đều đặn. Việc này sẽ giúp cho chúng ta giữ được nhịp tốt hơn. Tiếp theo là 4 nốt la. Mi. Cuối cùng gặp nốt la trắng chúng ta sẽ kéo chậm lại. Như vậy. Và khi kéo vào bản nhạc chúng ta sẽ không kéo ngắt giữa các ô nhịp mà sẽ vung tay phải thật đều qua tất cả các ô nhịp. Như vậy. Đó là 4 dây buông của chúng ta. Các bạn có thể về áp dụng cách đọc nhạc đó và kéo vào dòng nhạc số 2. Tiếp theo sẽ là các nốt nhạc cần phải ấn ngón ở trên dây la và dây mi. Như mình đã ghi ở đây, vị trí của nốt la đây, ngay trên nốt la là nốt si, gọi là B. Tiếp theo ngay trên nốt si là nốt đô, hiệu C.
ngay trên nốt đô là nốt rê đây, và cuối cùng là nốt la. Để biết được vị trí chúng ta cần phải ấn là ở đâu thì các bạn có thể nhìn ngay vào đây. Vị trí có những cái ký hiệu vạch đen này chính là vị trí mà chúng ta đánh dấu ở trên cần đàn. Đó là vị trí của nốt si, nốt đô thăng và nốt rê. Khi nhìn thấy nốt la là chữ A, chúng ta sẽ kéo dây buông. Nốt si chữ B ấn vào ngón 1. Nốt đô của chúng ta là nốt đô thăng. Bởi vì ở đầu của khóa nhạc của chúng ta là thang nốt pha, đô, son. Nên chúng ta sẽ chơi nốt đô thăng. Đây, vị trí ngón số 2. Nốt rê, chữ D là vị trí ngón số 3. Cũng như vậy các bạn xem bản nhạc ở trên dây mi. Ở trên dây mi, E là nốt mi, ký vị trí đây. Ngay trên nốt mi là nốt pha, đây. Nốt son là G, đây. Nốt la là A, là vị trí này. Sau một thời gian chơi và áp dụng vào các bản nhạc khác nhau thì chúng ta dần dần sẽ nhớ được các nốt nhạc ở đây. Ở đây của chúng ta sẽ cần phải nhớ đó là 10 nốt nhạc. Chúng ta sẽ chỉ cần phải nhớ 10 nốt nhạc trước đã. Sau khi đã thuộc 10 nốt nhạc này rồi, chúng ta sẽ chơi những bản nhạc có nhiều nốt nhạc khác sau. Xin chào các bạn. Ở đây mình muốn giải thích thêm một chút về việc có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc là vì sao tại bản nhạc này có những hai nốt la. Ví dụ như đây, đây là một nốt la, đấy. Đây là một nốt la nữa. Thì hai nốt la này thực ra là nó sẽ chỉ giống nhau về cái tên mà thôi, nhưng nó sẽ khác nhau về cao độ. Ví dụ như nốt la này, nó sẽ có cao độ cao hơn nốt la ở đây, và ký hiệu của nó ở trên bản nhạc cũng hoàn toàn khác nhau. Một nốt la ở khe thứ hai từ dưới lên, nốt này sẽ kéo ở dây la buông. Còn nốt la này là nằm bên trên dòng kẹp phụ, một dòng kẹp phụ. Nốt la này sẽ kéo ở một số 3 trên dây la. Có thể là khi các bạn nghe thấy tên nốt nhạc thì chúng ta chưa phân biệt được chúng ta sẽ cần phải kéo ở đâu. Nhưng khi nhìn vào bản nhạc, chúng ta sẽ biết là ở vị trí này chúng ta sẽ kéo ngón 3 trên dây mi, ở đây sẽ là dây la buông. Cũng như vậy, ở đây chúng ta sẽ có hai nốt son. Nốt son này thì chúng ta sẽ kéo ở ngón số 2 ở trên dây mi, còn nốt son đây thì chúng ta sẽ kéo ở dây buông. Bây giờ mình cũng sẽ thử kéo vào hai dòng nhạc này. Ví dụ như dòng nhạc của dây la thì chúng ta có la, si, đô, rê và kết thúc bằng nốt la. La đây. Tất cả nốt nhạc đều là nốt đen nên chúng ta sẽ chỉ kéo những đường vị đều nhau. Tiếp theo nốt si chúng ta sẽ ấn vào vị trí ngón số 1. Nốt đô thăng chúng ta ấn vào vị trí ký hiệu số 2 này. Và cuối cùng là nốt rê chúng ta sẽ ấn vị trí ngón số 3. Kết thúc bằng nốt la trắng kéo chậm. Trên dây mi cũng y hệt như vậy và chúng ta sẽ kéo liền vào chứ không phải là kéo ngắt ra. Chúng ta sẽ được đoạn nhạc như này. Clip của chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn.